Cả xã Bình Định Nam có đến 25 hộ dân bị lừa mua sản phẩm với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Để có tiền mua hàng, nhiều người đã chạy dậy mượn tiền khắp nơi để sở hữu những sản phẩm như thế này. Khi buổi hội thảo kết thúc, những người phụ nữ này mới vỡ lẽ mình đã bị lừa các sản phẩm này khi so sánh với giá thị trường đều thấp hơn nhiều và không có xuất xứ rõ ràng. Điều đáng nói, nhiều hộ dân cho rằng họ đã tin vào giấy giới thiệu của chính quyền địa phương nên mới mua sản phẩm. Đại diện chính quyền địa phương thì cho rằng họ chỉ ký giấy giới thiệu, ghi giới thiệu sản phẩm, tri ân khách hàng, bảo trì sản phẩm mà không có chuyện mua bán.